cá nhân là cũng nói lên một số chuyện của đời lính của tôi hơn 40 năm nay. Trước hết là bắt đầu tôi nhập ngũ thì là sang bên dưới Tây Ninh. Lúc tân binh là huấn luyện ở 442. Thành phần đi là tập trung ở ngoài Thanh Hóa. Vì chúng tôi là bên cơ quan, là bên cơ quan kiểm tra. Cho nên lúc đó là cũng có tuổi rồi. Còn mà lính ở địa phương đi lại huấn luyện ở, ở Tương Sơn đây. Thế sau khi mà tôi tháng 78 ấy, tôi vào đến Tây Ninh. Tây Ninh thì chỗ chợ Long Hoa Sang ấy, thì lúc đó thì trận đầu nói thật với các đồng chí ấy, với những người xem kênh Lý Chín ấy, thì mới bước chân vào lính ấy, mới tập mới huấn luyện 3 tháng thôi. Thì ngoài đây vào đó mà cũng không biết là vào đến đó là chỉ nghe tiếng súng rồi tiếng đại bác, tức là tôi vào đấy thì dân Tây Ninh đang đào hầm, đang đào hầm ở trong nhà chiến tranh của mình ngày xưa. Thì mới sang Mỹ Mút, cái vùng Mỹ Mút là cái vùng tôi cần gọi đó rất nhiều. Nếu như mà ai mà còn ở những đồng chí nào mà xem kênh Lính Chín ở cái kênh Lính Chín này mà có sư 330 là thuộc vào có quân khu 7 thì lúc đó là tôi quần ở Đầm Bê. Đầm Bê là khi vào ở huấn luyện vào đấy đó thì tôi được biên chế ngay thằng trinh sát trung đoàn. Sau khi được biên chế đó là tôi được học nghiệp vụ. Còn ở ngoài đây đâu có được học nghiệp vụ. Đây là huấn luyện tân binh. Đây huấn luyện tân binh thôi. Thế là vào đó là ông Lê Văn Tấn ông chọn người. Ông chọn người để là ông chọn phải đến hàng 50 người. Nhưng mà chỉ lấy 22 người. Qua thực tập mà bản đồ địa bàn rồi cắt hướng rồi tất cả thì ông lấy được 22 người. Lấy được 22 người thì sau cho về Bà Rịa Vũng Tàu tập huấn 1 tháng. Rồi đưa sang tôi nói thật với các đồng chí là đưa sang lúc đó là mình và nhìn vào bản đồ không biết lối đâu về rừng núi không biết lối đâu cả, rất khó khăn mà địa hình ở bên đó là phức tạp. Nhưng mà tôi đến Đầm Bia là cái sư đoàn của bọn Khmer Đỏ là sư đặc công á, sư 260 là sư đặc công á, mà cái sư đặc công của nó là chủ yếu là đánh ban đêm. Thì mà tôi vào đó thì đến mà lúc đánh Đầm Bia lên đến lộ quốc lộ 7 là cũng hao tổn nhiều. Nhưng mà tôi làm cái nhiệm vụ trong đó thì nó xảy ra các đồng chí tuy đánh nhau thật nhưng mà vẫn làm công tác trên bệnh, tất cả dân vẫn đưa về nước, dân có họ vẫn đưa về nước, coi như lấy dân ra, lấy dân trong khu ra là đưa dân cho xe lên cho dân về Tây Ninh. Còn một tôi tiếp tục truy quét thì nó trong đại là cứ nằm ở dưới hầm ban đêm mà tôi đánh là chủ yếu đấy mà lưu đạn, mà nó sợ với các đồng chí là nói đến bộ binh á thì cái đội trung của trinh sát là vất vả bao nhiêu mũi nhọn này đều để cho cái đại đội trinh sát và chủ lực cả. Nhưng là ban đêm thì nguyên tắc ban đêm đánh ở Đầm Bia, tôi nói với các đồng chí là nếu như ai tham gia những cái trận nữa. Đầm Bia là nó ở đâu ấy? Đầm Bia Mỹ Mút. Đó là thủ đất Campuchia. Thằng Campuchia đó, là sang biên giới rồi, sát biên giới đó. Đầm Bia Mỹ Mút đấy. Sau Đầm Bia Mỹ Mút ở lên quốc lộ 7. Thế mà tôi lên đến Đầm Bia thì chủ yếu là đánh ban đêm. Ban ngày với dây trinh sát thì giỏi nhưng mà tôi nói sư 260 của nó, của thằng Khmer Đỏ, nó cũng rất gan lì. Thế là có những đêm có hai thằng, có hai đồng chí thôi, gác một vọng mà nó vẫn bảo nó đánh. Nó bảo nó đánh. Cho nên là làm là tôi chốt là chủ yếu dưới hầm ở Đầm Bia. Ở dưới hầm coi như là chỉ đánh ban đêm chỉ dùng lựu đạn không. Cứ thế mà vô là lựu đạn là cái dục thôi chứ còn không phải bắn chi cả. Chứ còn bắn là hắn phản lại là xong. Cho nên là xong cái đánh trận Đầm Bia ở đó 15 ngày. Đó, tôi nói là tôi này cái đồng chí Thu người Hậu Lộc ba kia, mà tôi đêm bữa là mờ sáng là tôi bắt đầu đi trinh sát. Mà tôi trinh sát vào đến bên kia con sông Mỹ Mút mà không biết con sông gì đó. Mà tôi vượt sang sông á. Vượt sang sông thì phát hiện được địch nhưng mà cái trung đội của nó đó, hắn chỉ có một trung đội thôi. Hắn cũng cái kiểu là đi tiền tiêu đó. Hắn đi tiền tiêu. Nhưng mà tôi báo về tiểu đoàn. Báo về cấp tiểu đoàn để lúc ông Chu là người
ông ở Thái Bình, ông được anh bám sát ra lần nữa, coi là địch cấp đại đội hay là trung đội hay tiểu đoàn. Nhưng mà tôi nắm là một lần nữa mà có đồng chí Đát bây giờ đang ở Thanh Hóa già, hay là tôi đồng chí bỏ vào và nó phát hiện được, nó phát hiện được, tức là bắt tôi lật qua bên kia đường á, nó bắn luôn, nó bắn này đồng chí Đát thì bị thương vào tay. Khi mà tôi bỏ vào ám sát á, là tôi nói cho này, tôi nói các đồng chí không thể nào mà bị cái gai xấu hổ đó nó dày đặc, mà trinh sát mà tôi đi là chỉ có cắt đường cứ vứt súng xuống để dẫm lên đi, không dám đi đường mòn, đi đường mòn là dính mìn, tức là mình vứt súng cho nó dập cái gai, cho dập cái gai xuống để bước đi, gọi là cầm súng đi chỉ đó. Còn mà tôi đi là ba anh đi á, tức là một anh là nhìn trước nhìn địch, một anh đi trước là nhìn mìn để dập đường, còn hai anh là nhìn hai bên để cảnh giới. Chúng tôi vào đến cái chỗ nó tập kích là khoảng độ 500 mét phát hiện có địch. Chúng tôi bò vào đến đường mòn, theo đường mòn á, tôi đi theo con đường mòn là đứng ở bên con đường mòn đi chứ không dám đi đường mòn, biết đã đường đó là đường vào cứ của nó. Chúng tôi vào đến chuẩn bị khoảng độ khoảng 300 mét thì đồng chí Đát phải tay mới là lên. Thế là tôi với đồng chí Đát bắt đầu là với bộ binh nhiều họ đi sau không dám lên. Thì có lệnh kia lên. Thì lúc mà nó phát hiện nó bắn một phát á, thì tôi đồng chí Đát lật qua cái đường mòn, chạy qua đường mòn thì đồng chí Đát bị thương tay, bị thương tay trái. Bắn AK. Thì trong rừng rậm là không phát huy được hỏa lực, chỉ có AK. Chứ còn bắn B41 là cái treo lên cây chứ không phát huy hỏa lực. Thì lúc bị đồng chí Đát bị thương á, thế là tôi là định cho không lúc nó không định đài. Tức là chuyển về phía dưới là trinh sát đã bị thương, cho vận tải lên. Đấy. Tức là lúc đó là vận tải mới lên để khanh đồng chí Đát, bê vận tải lên khanh ra. Khanh ra thì bắt đầu lộ rồi đó, tức là cho đại đoàn 1 xuất phát luôn. Cho đại đoàn 1 xuất phát đó, thì ở trong kia nghe đánh nhau trong rồi. Ở trong là đánh nhau trong rồi, cũng không hiểu là đơn vị nào đánh cả. Mà trước khi để mà lên hội đồng tác chiến đó, là ở tiểu đoàn 1 là chỉ có vây thôi, chỉ có vây chứ không đánh chính diện. Mà trong khi đó tiểu đoàn 1 chưa gặp địch, đại điện cho lên máy 2W điện cho tiểu đoàn 2 cũng chưa gặp địch, mà ở trong lại đánh nhau rồi, cũng không hiểu là sao. Thế nào với đơn vị bạn nếu như 472 á thì là không có liên lạc của họ. Nhưng mà nguyên tắc trong chiến đấu là cứ nghe tiếng súng nổ là lên máy, là lên máy 2W. Thì lúc đó thì coi như là toàn bộ đại đội với tiểu đoàn 1 vào nhưng mà gặp có thằng 742, tức là nó đánh cái trọng rồi, tức là hợp đồng tác chiến không chắc chắn. Với nên sau khi cái trận đó thì ba tôi xong rồi rút với đầm bia, cái trận đó chỉ được mấy thằng. Thế là sau cái anh bị thương ấy, đưa về phẫu trung đoàn, lúc đó thì nó bị thương vào tay trái này. Ở đó 15 ngày, coi như là không ở trung đội cảnh sát nữa. Đưa về thông tin, là chuyển đồng chí về thông tin. Thế là còn bác tôi là tiếp tục là quay về đầm bia, chốt ở đó. Tôi nói chốt ở đầm bia là vất vả, có nghĩa là không có cây gì to cả. Nói đầm bia chỉ có tre le không, chỉ có le không. Rừng le. Không có nơi mắc võng. Và cái cao với cỡ này tầm trên 2 mét. Nước xúc trong lầm miệng, đầm bìa, và cho nên nước ăn không có, rất chi là vất vả cho cái đầm bìa. Thế sau ở đầm bìa một thời gian 15 ngày, bắt đầu lên quốc lộ 7. Lên quốc lộ 7 là bắt tôi vào cái phun đó là cái phun chàm thả ra là cái phun kia. Thế lúc đó là trinh sát chúng tôi là 22 anh, mà xong cái trận mà lính mới mà, vào cái trận đầm bìa là trận mi mút, thiệt hại rất nhiều. Chủ yếu là bị thương nhiều, bị thương thì họ đi ra phẫu trung đoàn thôi. Thế là quản lại có mười mấy anh, vất vả. Quản lại mấy anh là lên chỗ chằm tha la, đó là chỉ có cao su không. Bắt đầu sau khi mà hắn rút, cái thằng gọi thằng Khmer đỏ hắn rút. Hắn rút về nước, hắn vào sâu đấy. Thì bắt đầu tức là dẫn lên chỗ quốc lộ 7. Lên quốc lộ 7 thì vào đến rừng cao su đó. Có nghĩa là công binh của sư đoàn, của quân khu á, là họ đi trước họ dò mìn rồi.
tức là chỗ nào cũng để là bãi mìn, chỗ nào cũng để là bãi mìn, là cái đầm bia, cái đầm bia với cái giáp biên giới của mình có nghĩa là dày đặc mìn, các kiểu mìn luôn. Nói các đồng chí, thậm chí đồng chí nào mà trực tiếp ở đó biết, thậm chí là đi chỉ đi một lối chứ không bao giờ đi hai lối. Nếu như đi đi cầu là năm anh cứ đi một lối, đi xong rồi lấp đất lại, không dám đi, đi như là dính cả miền đỉnh. Cho nên lên nói với các đồng chí là lên quốc lộ 7, lên quốc lộ 7 thì các quân đoàn 3 nó đánh trước rồi, mà rồi là các sư trực thuộc là cứ đi truy quét tàn binh. Mà lên đến quốc lộ 7 để nhìn cái đồi cao su của nó, có đó, tức là không còn một cái ngọn, nghĩa là gãy hết đạn, có những quả đạn B-41 đang cắm trong quả, đang cắm trong cây cao su nhưng mà không đủ. Trước một giờ vào qua quốc lộ 7 thì đánh vào cái phun đó, đánh vào phun rồi chập tối rồi đánh, chập tối được phép là được lệnh là đánh, đánh vào lúc đó là tiểu đoàn 1. Thì tôi quay là 5 trinh sát vào ém xong rồi cơm một trinh sát và báo cáo tình hình của tiểu đoàn. Bắt đầu được lệnh của trung đoàn đó, là cái phun trinh sát quân khu báo về là phun đó có địch, nhưng mà tầm cỡ cấp đại đội. Đây là được lệnh của tiểu đoàn đó, thì trinh sát của tôi là cho 5 anh vào, cho 5 anh vào lúc 4 giờ. Thế là đồng chí Lưu đó, là đồng chí Thanh, gọi là Thanh Đào Bòn, người ở Củ Thanh Hóa ra cả. Thế mà tôi vào đấy, vào thì là đúng là cấp của đại đội của nó. Thế vào buổi chiều vào đó, rồi sau là cho về báo cáo tiểu đoàn triển khai tiểu đoàn đó. Quan sát đó, là dùng cái này cối của hắn là cối 6, mà cấp của đại đội là chỉ có cối 6, không có hỏa lực lớn, là bỏ sát vào nơi nhìn vào trận địa của nó, nhìn vào trận địa của nó. Khi mà tôi vào thì bên đây là con suối cạn, suối một mùa, tức là cạn nước của tôi nằm dưới suối đấy. Thì cái lúc mà tôi vào, em vào đó, là bò mè của nó thả rồng mê man, dân chạy loạn hết mà. Chỉ có bò mè với lợn, còn tôi nói với các đồng chí chó mèo nữa, có nghĩa là mình đi đâu là xâm nhau nó cắn. Thì có ai giỡn nữa, bò mè rồi lợn gà có nghĩa là nhiều lắm, bò mè. Mà tôi vào cái suối cạn đó, thì tôi với thằng Đát người Thanh Hóa ta, thế thì vào thì nhìn đó, lính của anh này chỉ phần gắn ri thôi mà là biết. Thế bây giờ về là cái nhìn cái địa hình của nó, cái xu sinh hoạt của nó là chỉ có cấp đại đội. Thế báo về tiểu đoàn, báo về tiểu đoàn thì lúc đó là ông đồng chí Chu, đồng chí nếu như đại đội thì triển khai trên đại đội 1 thì trước, trên đại đội 1 thì trước, còn đại đội 2, đại đội 3 là đó lỏng. Bọn anh dẫn vào. Vâng, cái bọn tôi dẫn đường đi của bọn tôi trinh sát rồi, tức là an toàn, không dính mình, không dính gì cả. Cho đại đội 1 vào. Đại đội 1 vào lúc đó trong đó là nổ súng. Nổ súng thì bọn tôi rút ra để bảo vệ tiểu đoàn. Đây là bộ phận trinh sát rút ra để bảo vệ tiểu đoàn. Còn đại đội 2, đại đội 3 là vây ở Bộc Sơn. Thế xong cái trận đó thì đại đội 1 thì bị thương nhiều, nó tóm lại mà không có tử sĩ. Mà trinh sát thì bị thương hai người, bị thương nhẹ, và một ông ở Nghệ Tĩnh. Xong cái trận đó, mà tôi lên quốc lộ 7. Lên quốc lộ 7 là cái năm 1979 đó, mà mất tháng mấy mà của năm 79. Lên quốc lộ 7 thì mà tôi vào khu Tông Vinh. Vào cái khu Tông Vinh đó là 26 Tết, 26 Tết của năm 79. Tức là bác tôi được phép là cho lính ra ở trong phun ra để ăn Tết trước Tết đi. Tết nguyên tán mình nha. Tết mình là bộ đội ở trong các đơn vị ăn Tết. Anh thì ăn 25, đơn vị thì ăn 26. Thế mà tôi được phép là ra vào phun ra, lúc vào phun đó. Là bác tôi vào trinh sát là cái phun yên ổn, không có gì cả. Nhưng mà vào xong rồi. Tức là bác tôi trinh sát vào xong rồi. Cho đại đội vô đóng quân. Cho đại đội vô đóng quân thì lúc đó là tầm cỡ 5 giờ. Mà tôi nói với các đồng chí, cái lúc đó là mùa khô. Cả cái khu mình chỉ có một cái giếng tập thể thôi. Tức là lính mình vào đó đó, là nguyên tắc anh vào là anh phải tìm tiêu cảnh giới. Nhưng mà không. Chỉ cái thằng của chuyện hài, anh không cảnh giới gì cả. Vào cái đó là trinh sát, họ cứ bám mà đứa là không có địch thôi.
Chứ còn ở đâu xuất nhập đến thì mình biết sao được cái chuyện đó. Mà là chỉ rừng chuối không. Tôi vào xong thì lúc mà đơn vị triển khai vào đóng quân rồi đó là lính anh em mình mới tắm này. Cái kiểu tắm đó. Kiểu ra giếng tắm rửa đó là bi phục. Bi phục lúc đó là cũng chết 160 anh. Quần áo không mặc được, cởi quần áo là tắm nó phục. Mà thì có phải mỗi nhà mới giếng đâu. Cả cái phun có một giếng tập thể. Hắn như thế. Tôi vào đó là các ông ấy đi tắm. Đi tắm rồi đó là bị nó phục. Bị nó phục lúc đó là cũng mất mô 3 đồng chí hay 4 đồng chí. Tức là sau cái trận đó, tức là được bác tôi rút ra ăn Tết. Rút ra ăn Tết tôi kể các đồng chí đi. Rút ra 28 trong phùm trong viên ra quốc lộ 7 đi ăn Tết. Là 26. Tức là cái đường mòn của nó là cái mùa khô này. Có nghĩa là đi đất mũi là cứ đến nửa cổ chân một. Đất bột nó sụp như thế. Tức là vào bắt tôi ra đến đưa thương binh số Z ở trong phun ra ngoài chỗ phẫu của trung đoàn đi ăn Tết. Thì lúc đó mà trinh sát mà không dẫn đường ra mà, cũng đi xe bò, cái là mượn xe bò của dân chở ra, xe bò của dân chở lúa chở gạo trong phun ra ngoài đi ăn Tết. Cái tôi kể đồng chí Hoán á, là không biết là đồng chí ở ngoài chịu hóa ở Thanh Hóa ra đây. Cái số đồng chí là nằm số Z mà. Tức là nằm ở trong đó là đến 26 Tết. Tức là mà tôi đưa ra thì trong cái tuyến đường đưa ra là cái đường mòn xe bò có này. Có nghĩa là đồng chí đi đến cái lúc đó là phải đến vài ba chục cái xe bò đi trước rồi. Mà không việc chi cả. Thế đến lúc đó là cái xe bò của đồng chí đi lăn vô mình chống tăng. Anh nổ thì có nghĩa là đồng chí cũng mất tích. Mất rồi quay lại thì chỉ còn cả một cái xe bò, chỉ còn hai cái bầu để cắm cái nơi hoa vào. Người mất tích, người bò không chạy đi đâu hết. Người nát luôn. Người nát luôn. Thế là xong cái trận đó thì nói là cái ông đổ. Ông gọi ông người, không biết ông người ở bên ngoài. Mà mình là thôi Tết không Tết thì đừng Tết nữa. Thế ở trong. Nhưng mà không, là lúc đó bà tôi ra đấy. Ra thì 26 anh nói ăn Tết mà không có cái gì đâu. Tết quân đội nghe là cũng Tết của cổ truyền thì cũng qua loa đại khái cho thôi. Thế xong cái trang tôi kể tiếp xong cái đợt trong viên. Được một ngày ăn Tết. Còn là đơn vị nào ăn Tết vẫn ăn Tết. Đơn vị nào trực chiến vẫn trực chiến. Còn đơn vị nào tiền tiêu vẫn tiền tiêu, không chủ quan mà vẫn đi truy quét, tức là ăn Tết theo kiểu cuốn chiếu đó. Đó là cái giai đoạn đầu bắt đầu cuộc đời lính của tôi là sang đến nữa. Sau cái thời gian mà ra Tết của cái phun trong phim và quốc lộ 7 xong thì được một ngày sau thì bắt đầu được dời lên thị xã Karachi. Cái tỉnh là tỉnh Karachi. Karachi hay Cần Ché gì đó, hay cũng một tên thôi. Mà tôi lên đến đó là tầm cỡ lên đó chỉ có một ngày là giải phóng. Ngày tháng 1 thì được lệnh là mà tôi được dời lên, được chuyển đến địa điểm khác. Điểm khác thì lên đến thị xã Karachi. Lúc thị xã Karachi là được tin là giải phóng đồng minh. Cái lúc giải phóng đồng minh xong á, tức là mà tôi đang còn truy kết tàn binh cái vùng Karachi rất nhiều. Tức là nó dồn dân vào các phung, thấy không? Nó dồn vào dân vào các phung để chủ yếu của nó là vận chuyển lương thực, làm lương thực cái nữa. Thế là sau đó thì mà tôi được lệnh tức là tản các đại đội ra đóng quân ở các phung. Vào thì mà tôi vào đến cái phung bên tôi được cấp trung đoàn tức là bảo là cho trinh sát vào quan sát hai phum, gọi là phum Ô Môn, phum Ô Môn phum gì hai phum Ô Môn. Nếu mà tôi vào thì không có địch, đó là cho đơn vị vào trong đóng, cho tiểu đoàn cấp tiểu đoàn vào trong đóng thì một ngày đóng ở đó. Đây là tôi với đồng chí Nguyễn Thanh Hùng mà trường đại học người cao 2. Và tôi với đồng chí là vào quan sát xong. Vào quan sát xong là tình hình không có địch, rồi về báo cáo tiểu đoàn.
Thế là tiểu đoàn bảo là bây giờ ngày mai, à sáng mai 7 giờ là các anh mới dẫn đi đi vào đó. Thế mới dẫn của đại đội 1 rồi đại đội 2 vào trong cái khu rừng chuối đó. Ở trong đó chỉ chuối không à, có nhà cửa gì cả, cái mắc võng ở rừng chuối nằm. Thế là vào đấy thì nói tóm lại sau tiểu đoàn bữa sau, ngày hôm sau tiểu đoàn mới vào. Vào thì cái lúc mà xong đó rồi thì vào á, tiểu đoàn vào để triển khai tiền tiêu chia làm hai nhánh. Yeah. Tức là lúc đó là triển khai lên ăn cơm sáng xong lên tác chiến triển khai. Lên tác chiến triển khai xong ấy là dẫn hai trinh sát, dẫn hai đại đội. Hai trinh sát dẫn hai đại đội chia làm hai mũi để đi tiền tiêu. Thì lúc đó ăn cơm xong là triển khai xong thì tôi mới xác định bản đồ địa bàn. Yeah. Sau thì tôi là đi một mũi và đồng chí Hùng ấy là đi một mũi. Cái đồng chí chính cầu bố này, tôi với đồng chí chính cầu bố là đi một mũi. Anh đồng chí Hùng là ông bây giờ ông anh đang làm ở bác sĩ hiệp lực Nguyễn Thanh Hùng. Tôi đi hai mũi thì đáng lẽ tôi nói các ông chí đây là cái số nói bây giờ là kể lại thì đúng cũng phức tạp. Đáng lẽ cái số bây giờ triển khai xong rồi, địa bàn bản đồ giao cho hai anh trinh sát hai nơi rồi. Thì chuẩn bị đi thì thằng cái đồng chí Hùng Nguyễn Thanh Hùng mà bây giờ người nhà đồng chí mà nếu như được coi kênh đến chín thì tôi kể cho cái chết của đồng chí như thế nào. Thế là sau khi triển khai xong rồi á là được lệnh đi á, thế đồng chí đã đổi lại cho tôi, đổi cái mũi hướng lại đi. Thế bố hắn bảo là thôi thì mi cái đường đi mi biết rồi thì mi đi, thế sao đổi như mi đi. Thế là hai người tôi nhất trí luôn, nhất trí đổi. Đối với tôi đi lúc đó là đêm B-11 đầy đủ hỏa lực khiến cả bộ binh. Vào tầm cỡ 9 giờ sáng là nghe mũi của đồng chí đã đụng địch đánh nhau rồi. Đánh nhau tầm cỡ 12-13 phút. Thế là tôi với đồng chí chính ngày cầu bước qua quân mũi bên kia đụng địch rồi. Chắc chắn đụng địch, đánh nhau nhiều lắm. Cái tầm cỡ 11 giờ trưa tôi về đến chỗ cứ có tiểu đoàn thì nghe nói bảo là trinh sát bị thương hai vị vì một vị tác chiến thì cái ông tác chiến thì là người ở Sài Gòn, ông là mới trong trường lục sĩ lục quân ra nên bổ nhiệm thằng đó làm tác chiến của tiểu đoàn luôn. Tiếp vào thì bắt tôi để họ khanh về thì các vận tải khanh về để rừng chuối, lúc mà tôi về kịp thì tôi vào đất tôi trực tiếp hỏi đồng chí Hùng thì đồng chí chỉ lao mắt lên nói thôi, còn không lao mắt lên dọa mình không nói gì cả. Bị thương có một mảnh, có một chút chứ chỗ bằng cái hột ngu ngực. Thế là đồng chí xỉu dần với đồng chí Lục là người ở Nghệ Tĩnh thì lúc cái đồng chí cũng đang nói mạnh nói mình như thế là cho đi gặp mày đang nói như thế đồng chí Lục. Mà biết là hắn nói chuyện chết. Thế là còn đồng chí trợ lý tác chiến ấy, đồng chí Doanh ấy. Thì qua kênh những chiến thì các đồng chí nếu như gia đình các đồng chí coi thì cũng thông cảm cho vì cái hoàn cảnh của tôi về xung quê cũng không liên lạc nữa. Thì lúc cái đồng chí đó là vào thì đồng chí cũng lúc mà bị thương biết hắn chết nhưng mà cũng hỏi thăm mà hắn nói với vách. Nó buồn nhất là bọn em như thế là mới bổ sung sang đơn vị của anh được mấy ngày. Rồi thì anh cố gắng, nếu như mai mốt anh có về Sài Gòn thì anh cũng nói mãi em như thế là em đã hoàn thành nhiệm vụ. Cũng được rồi, cứ yên trí. Anh nói, tôi nói các đồng chí, trong lúc trăn trối nói nhìn cắm cảnh. Rất thương xót các đồng chí. Thế rồi nhưng mà cũng không dám đi thôi, để các đồng chí tắt hơi rồi mới vận tải mới khinh đi. Trăn trối như thế. Tên như anh đấy là gì? Tên anh là Doanh. Doanh, Doanh. Người thành phố Hồ Chí Minh. Người thành phố Hồ Chí Minh. Hay là ở trường lục quân mới ra. Mấy ra mấy trận đầu tiên luôn, trận đầu tiên luôn, hy sinh. Còn lại tiếp tục kể tiếp. Thế là sau cái trận đó thì lính nói tóm lại là các đại đội là và cũng thương vong nhiều lắm. Các đội cứ truy quét tàn binh nhỉ, tôi nói các đồng chí cái mà họ đánh với tăng với đánh cản đi á là đỏ, nhưng mà cứ truy quét tàn binh mới là cái đánh theo kiểu du kích của mình rất khó đánh. Còn mà tôi đây là những cái bộ phận trinh sát có thể là nằm, có thể là đi với nó luôn. Anh mang cái danh nghĩa của bộ đội cách mạng, anh đóng giả thôi.
nhưng mà không cảnh giác thì nó quay lại nó sơi mình luôn. Cho nên là phức tạp của tôi làm cái lúc đến đó làm cái công tác tức là đánh xong nhưng mà tôi được cái lệnh nghiêm lắm, giải phóng lòng cái phục đó là được lệnh của trung đoàn cấp lữ đoàn, kể cả là bỏ mía lợn gà đẩy lính không được phạm vi, kể cả từ quân gà là được giới nghiêm không phạm vi gì quân dân hết, tức là giải phóng xong là mai mốt để dân về chứ không được đồng chí nào để phạm vừa quy định của dân vận, tức là đánh xong nhưng mà vẫn giữ công tác vi phạm là kỷ luật, vi phạm là kỷ luật. Cho nên là kể cả bò mía rồi lợn gà hoặc nhiều lắm đi, nhưng mà lính thậm chí ăn cơm với cá khô mà không dám, không dám để bắt gà bắt cá để mà ăn thịt, nghiêm lắm. Cho nên tôi nói chứ, cho nên là nhiều anh em bảo là thôi cứ làm đại không được, từ cấp từ trung đoàn đó mà họ mà phát hiện được cái thôi. Và tôi nói với các đồng chí nào mà được về nước một lần hai lần mới biết, qua cửa khẩu biên giới từ cái đĩa không định đưa về, nghiêm thế. Và tôi đi công tác về nước là từ cái đĩa này rồi cái gì đại khái là cái vật ở bên Campuchia là họ không cho đem về, bắt khám bà lô bắt lại hết, để lại hết, không được đem cái gì ở Campuchia về, rất nghiêm bộ đội mình. Thế là sau như thế, thế là giải phóng xong cái trận ở ở thị xã Cà La Chê này, là được lệnh, nghe không? Được lệnh coi như là trung đoàn 7 rút về, bây giờ rút về đằng cửa Cà Tung, rút về cửa Cà Tung thì lúc đó là ở Tây Ninh, rút về Tây Ninh á. Tên là ở chợ Long Hoa một ngày. Thế là sau ngày thứ hai lại lên xe đi về Bắc Cần Thơ sang Hà Tiên, đi phố sổ quân khu 9, tức là thư 310. Lúc đó sang quân khu 9 mới đổi tên là 310. Lúc đó thì gọi là lính ngố mà, lên xe Lam đi lên ra chợ Long Hoa, lên Sài Gòn chiều chuyến lên chợ lớn. Nói đùa nhưng mà nói là vũ đâm ngố. Tôi lên đó, bốn thằng lên. Rồi lúc bẻ là tôi nói về cứ mà lính Campuchia về là có nhắn giấy vàng đây chứ. Dạ ơi trời ơi, dân Hoa cứ bố là các ông vẻ lắm vàng lắm. À, các ông vẻ lắm vàng lắm. Có cái chi, có chi một vàng. Thế sau tôi về đó, ra đến chợ cầu á. Chợ cầu. Thế là đi lên Sài Gòn, mới lên chợ lớn chơi chứ. Lên đến chợ lớn chơi á. Thì đi xe lam, lúc cái xe lam chạy lên mái chợ lớn rồi mà không xuống, là mấy ông xe lam ủa mấy cái ông này đi đâu mà không xuống, muốn xuống chợ lớn, chợ lớn đây chứ còn đâu nữa, xuống đi. Đời, cười. Nhưng mà tôi đang chơi á, đang chơi chợ lớn nữa là về cũng vừa lúc đó là xe có xe đỏ đến nó đưa sang Cần Thơ, đây là ba lô quần áo của tôi nó đưa hết lên xe, bây giờ muộn tí nữa là phải đi sau. Bây giờ về đến còn đợi ông bà còn đợi về đến nơi cái là xe đỏ ra cửa rồi, là cái ông Xu ông tí là trưởng, ông lại rồi là ông mới dập đấy là ông đánh mỗi thằng mấy cái tát mỗi thằng mấy cái rồi lên xe bây giờ sang Hà Tiên. Cái chương trình hành trình có sang Hà Tiên đó là sang đến qua bảy núi nè, rồi đến Sa Mát An Giang, cả bảy núi An Giang đấy. Thế là đến từ bên trên bà bảy núi trở về phía biên giới á, nhà cửa nó tóm lại nó phá hết rồi, thằng Khmer đó phá hết rồi, không quản gì. Và giờ sang đến đó là cái dân ở đó muốn là không biết là các anh ở sư mấy, vừa ở 310 không biết 310 đánh đấm kiểu gì, nhưng mà sư 4 nó lùa về gần đến Cần Thơ. Và giờ sang đến đó thì nằm ở ngay biên giới đó, đồng không bông quạnh một ngày một đêm, làm một ngày một đêm mới được, làm một ngày một đêm đó là không có một bóng che mà không có một cái tường để mà mắc võng, chỉ có nhà cửa nó phá hết nó rồi, chỉ tường không thôi. Tức là làm đó là anh em đi lật cá được kia lắm cá lắm, cá dưới này kia lật về ăn. Cho nằm đây một ngày một đêm là hành trình xa. Đi bộ hay là đi xe? Đi xe chứ. Sang chút, sang đến chút với Âu Đồng Ư, lúc đó là sang quân khu 9 này. Sang lúc sang Âu Đồng Ư thì nói chung là bên đây là cái huyện đó không biết huyện lắm chùa, là được ở trong nhà chùa, lúc đó là trực ở tạm ở trong nhà chùa. Bộ
vô cái chùa cấp chỉ đoàn, vô cái chùa là ở, còn các nơi là ở xung quanh. Sau khi đó đó, tức là được lệnh bây giờ là lên Campuchia Tà Keo. Lên Campuchia Tà Keo thì cái lúc đó thì chỉ xe vận chuyển thôi. Thế là lên đến đầu tiên là lên Tà Keo. Tà Keo thì có nghĩa là lên các thành phố rồi tất cả đang nghiêm si hết. Lên đang nghiêm si cả. Có gặp dân không anh? Dân có gặp chứ. Dân vẫn gặp, mà dân thành phố này. Mà dân nói rõ lại này, cái lúc đó mình đang mâu thuẫn Trung Quốc. Dân chủ yếu là còn lại chỉ dân Ba Tàu. Nên các bạn, chỉ dân Ba Tàu. Mà ba dân Ba Tàu chủ yếu là ở thị trấn, thị xã Bà Sông. Còn lúc dân Campuchia là ở trong rừng. Lùa rừng ấy. À, lùa rừng. Còn khi dân buôn bán lại, dân ở thành phố này, ở thị trấn này, ở bờ sông Mekong ấy, là dân Tàu hết. Dân Tàu hết. Bây giờ sang đến Tà Keo á, nước sang Tà Keo thì đã khá là ở thành phố không đánh nhau mấy, một các quân đoàn đánh qua rồi. Và chủ yếu là làm công tác dân vận. Làm công tác dân vận ở cái khu vực Tà Keo á, tôi nói là rất khổ. Bây giờ cái dân mà giác ngộ là rất ít. Mà bọn tôi là được dẫn này, các chuyên gia đi cùng với các chuyên gia Campuchia. Vô bảo cái ông này là tên gì, các ông nói với mình cái biết tên đâu mà nói. Nhưng mà tôi cứ làm công tác chỉ đạo để bảo vệ các ông đấy, để bảo lên chính quyền. Bảo lên chính quyền mới. Tức là đánh giải phóng xong đến đâu là bảo chính quyền mới. Một cái khổ, một cái nạn thế này. Tức là mình bảo vệ họ, nhưng mà không bảo vệ được lâu. Hôm nay mình đến, nhưng mà vài bữa sau mình đi. Thì họ sợ. Tâm lý họ nói cũng thế. Bây giờ họ đang đứng một cái ngã ba. Bây giờ bộ đội Việt Nam bảo, thì bảo lên thì họ sẽ làm. Nhưng mà lúc bộ đội Việt Nam đã đi rồi á, thì cái hậu quả của họ là phải gánh cái thằng Khmer rồi. Nó bảo nó chỉ đi. Cho nên rất khó khăn cái việc đó. Có những chuyên gia bộ đội đó, là bây giờ công tác với cái dân ở cái chính quyền mà có cách mạng ở đó hàng tháng. Nhưng mà xong đi rồi đó, lại vẫn bị như thế. Lúc bộ đội rút đi rồi thì không bảo vệ nữa. Rất khó khăn. Một cái thời gian mới giải phóng, làm công tác thì vẫn khó. Xây dựng chính quyền của họ càng khó nữa. Bây giờ nói như thế, nhưng mà là ngay ở biên giới đấy, kể cả cái hắn đang còn thuê với là cái bọn phản cách mạng, bọn cơm biểu mé đỏ, tôi đang còn thuê bảo là dân mà thằng nào anh nào mà giết được một cắt một mà cái đầu bộ đội Việt Nam ấy, thì hắn chỉ trả cho mấy chỉ vàng. Dân anh bây giờ chưa ra ngộ, còn thậm chí đang ôm cả rơm để đốt tăng Việt Nam thì mình đang đi. Cho nên là trong cái trận đó thì mới tôi vào Tà Keo đó, đó là diễn trái từng bước một. Thế sau ở Tà Keo đó là được lên Campuchia, lên Campuchia thì trung đoàn của tôi, cái này tôi kể qua rồi, trung đoàn của tôi cả sư đoàn 310 cùng có trung đoàn 607, tức là đi vào Chàm Tha La, tức là Campuchia của cái tỉnh Campuchia, nhưng mà vào cái huyện của là Cam Lót là rừng núi quán cao nhất, à chỉ có rừng núi không, là hầu hết là dân hơn giỏi ở trong cả. Thế mà tôi vào Cam Lót là cái mùa mưa, vào đó một năm trời. Vào đó một năm trời thì chỉ mùa mưa, tôi nói là cái mùa mưa ở Cam Lót rất là khổ. Rừng núi hiểm trở mà mưa xuống là chỉ có lụt không. Tôi vào đó, vào đến đấy được khoảng độ mười mấy ngày, tiêu kết đàn binh xong là được lệnh của trinh sát của quân khu nó báo về. Báo về là cái cấp của cái đội 37 mà tôi đã kể qua mấy lần rồi. Cái cấp của đại đội 37 là phải cấp chỉ đoàn cứng của Khmer đó. Thế là bố trí là cả trung đoàn đánh cái khu đó. Thế mà tôi vào thì trinh sát, lúc đó là trinh sát mà tôi đi với trinh sát quân khu. Vào cái địa hình đó là xác định nhớ bản đồ rồi, xác định là hướng con chính con nó là ở này nọ. Hướng của thằng địch đóng chốt. Thế sau khi thằng ông tác chiến, ông Lê Văn Tấn người Thành Hoa ra, ông bảo là dứt khoát là cái hướng đây là cái hướng chính của nó. Thế khi mà tôi thảo luận xong, trinh sát và tác chiến thảo luận xong là phân công các tiểu đoàn. Các tiểu đoàn này gồm là tiểu đoàn mà tôi là tiểu đoàn 1. Đấy, cho tiểu đoàn 1 bọc nó lỏng thôi, nhưng mà ra chính trị. Như tôi kể mấy đợt trước, nói đến cái đội 37 là trung đoàn 7 thì ai cũng biết.
Mà cái trận đánh đó là khốc liệt, một ngày, một đêm, không lên được, cũng không rút được. Đánh từ mờ sáng mãi đến tối, tầm cỡ 12 giờ đêm sang canh mới rút được, mới in chí mới rút được cho đơn vị khác không. Cho đơn vị khác không thay. Chứ còn mình lính mà nằm đấy mãi thì không 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 chấu nổi, khát nước đói ăn. Đến 1-2 giờ đêm, cái lúc đó vào đầu 7 thì bác tôi là cũng là trinh sát, bác tôi sang bên kia là rừng, hay là bên trên là rừng, rừng là hắn đóng mình đó, nó tóm lại là mình độ quán là mình độ 37 là hắn quay hàng giao thông chứ không phải mình chỉ đi tìm hắn thôi. Trinh sát bác tôi qua mới qua cái trảng, qua là cái trong gọi là cái trảng đấy, cái trảng thì chỉ có cỏ không, không cấy không hai gì. Bác tôi đi tới gần hết trảng, chuẩn bị sang bên kia khoảng độ 20 mét đã là sang rừng bên kia. Thì là ở bên kia là khu quan bắt đầu hắn đánh có nghĩa là trinh sát bắt tôi, có nghĩa là nằm gục đầu không thể ngất đầu lên được, không thể ngất đầu được, chờ mãi nằm một cái từ sáng mà mãi đến tối chập tối mới rút được vào trong rừng, rút vào rừng. Còn hắn lên cũng không dám lên, mà mình lên cũng không lên được. Còn hai bên là cái cối tông với nhau, hai bên rừng cối tông với nhau. Còn cả trung đội trinh sát là nằm ngay ở trảng, nằm ngay ghi một ngày ở trảng luôn, trời nắng, có thằng ngất xỉu luôn. Tôi nói là lúc vào đấy, đêm vào đấy là sơ được cái gì là chặt cây đó uống nước, không kể gì cả, kể cả lính nào ở trong rừng đấy. Có nghĩa là cứ chặt cái cây nào có nước là cứ ngậm đi, ngậm mồm à? Ngậm mồm thôi, mút, ngậm mồm mút, không kể. Khát nước lên. Khát nước thì chú tính một ngày một đêm. Một ngày đó. Bây giờ tôi đang kể tiếp tục chuyển trải cái đội 7 nha. Đấy là sau khi cái thằng đại đội 3, cái thằng đại đội 3 có tiểu đoàn 1 là nó đánh thì buổi chiều, 4 giờ chiều nó đánh. Nó đánh thì là một thằng Khmer Đỏ đánh phản công mạnh đó. Phản công mạnh lắm, là pháo của trung đoàn, pháo 105. Nó bắn thì bắn kiểu đấm lưng bộ binh. Đấy là trinh sát của pháo binh á. Hắn định về là anh cho tạo độ lại để mà pháo trung đoàn bắn. Thì lúc mà pháo trung đoàn bắn được vào đội hình của nó thì có nghĩa là nó tản lên để nó lùa cái đại đội 3 của dân một. Thì mà là hắn lùa cái đại đội 3 tiểu đoàn 1 với lý do là cái ông Minh ấy, là ông là đại trưởng. Chập tối cái là ông được lệnh tiểu đoàn là rút, tức là rút về căn cứ cao, thấy không? Rút về phía sau. Nhưng mà ông nghe không rõ, ông bảo là tất cả anh em rút, tất cả anh em rút. Rút thì lính hắn giam đó một ngày một đêm, nghe nó rút là hắn chạy như vịt, súng chạy như vịt. Hắn chạy là thừa cái thế đó, hắn xông lên thì ông Chu, ông người Thái Bình, ông tiểu đoàn phó, ông rút súng ngắn, ông bảo thằng nào chạy tao bắn chết luôn, quay lại, thằng nào chạy tao bắn chết luôn. Đến lúc đó là quay lại, lúc đó mới cầm cự được. Chỉ là hai đánh bọc sừng trang, hắn chặn lại thì lúc đó là sát quân thằng đại đội 3 cũng mất rất nhiều. Còn cái thằng Hiệp ấy, là không biết lúc đó lính cũng mới vào cả mà. Và tôi ở tiểu đoàn, ở trung đoàn, nhưng mà gặp đại đội thì mấy khi mà biết được cùng trung đoàn, nhưng mà khó biết tên nhau. Mà rõ ràng nó dựng cái khẩu đại lên lúc rút, mà sau khi rút về không thấy anh nữa. Không thấy nữa, mà lúc đi lấy xác cũng không thấy á, mà không biết lý do là, mà lúc rút anh dựng đại lên nên để anh rút. Thế xong cái trận đó là lúc 9 giờ tối, cái là trinh sát mà tôi là được lệnh là đi lấy xác đồng đội, đi lấy xác đồng đội thì lúc vào cái tọa độ để đánh nhau ban chiều thì cho bộ binh nó dẫn cái ban chiều cái lúc mà đại đội họ đánh nhau đó. Cho trinh sát lấy xác thì lúc đó tụ tập lại thì tôi này với 4 ông trinh sát này với một ông tiên phó, bây giờ địa bàn hoạt động của đại đội 3 là mấy chiều ở đó, hiện giờ đang nằm 3 xác đồng đội đang nằm ở đó chưa lấy được. Thì tôi lúc đó là tôi đang nằm bên quân đội trưởng, tôi bảo là cái việc đánh nhau của đại đội 3 thì ban chiều thì chúng tôi không biết. Lúc đó là trung đội trưởng à? Trung đội trưởng. Cái lúc đó mà tôi không biết là cái đại đội 3 đánh nhau ở chỗ đó. Thế bây giờ nếu như thủ trưởng mà yêu cầu trinh sát này lấy xác á, là phải có lính bộ binh dẫn đến đó, dẫn đến cái địa điểm đó
thì trinh sát bắt người đi lấy sao. Thì nói đến bộ binh cử, bộ binh đi đó, thì nói đến là thằng nội chiến là thằng nào cũng chối kìa. Thằng nào cũng chối kìa. Biết tôi quên cả rồi. Tôi quên cả. Cho nên rằng qua mãi là cái thằng biết hắn là thằng Nghị Lục, hắn giật, hắn nhất trí bị đồng đội của anh, hắn cũng là đồng hương của anh Lạnh đấy. Hắn bị tôi giật. Cái lúc triển khai giật á, là hình thức đi á, là chỉ có buộc dây dù để kéo sát thôi. Buộc dây dù vô trên đồng đội rồi kéo lên chỗ an toàn rồi vác về. Mình đến được lệnh của trung đoàn là rút, cho chỉ một rút. Thì chỉ một nằm đến một ngày một đêm, hết thức. Thì rút nói với các đồng chí á, rút rất lặng lẽ âm thầm trong rừng thôi. Nhưng mà anh nào ngủ gật thằng nằm lại, không ai biết. Anh nọ bấm anh kia hay là rút ra cho cái đơn vị khác vào. Ban đêm hay ban ngày? Ban đêm. Rút ban đêm. Ai mà không cẩn thận là lạc đơn vị. Ai không cẩn thận là ngồi lại nữa. Cho nên là